Hey mọi người, hôm nay thì mình ăn hải sản cũng nhiều, nay mình chuyển qua ăn vặt nha. Hôm nay thì Kiều sẽ ăn bánh tráng. Món này có tên là bánh tráng chấm cẩm nha mọi người. Do là nó rất là nhiều topping trộn lại á, sẽ ăn kèm với bánh tráng phơi sương loại dẻo nha. Bây giờ mình sẽ pha cái tráng để mình chấm nè. Tiên thì mình sẽ cho sa tế vào trước, tùy theo độ ăn chua của mọi người. Kim thì bắt tầm 2 trái tắc, nửa túi muối hột, xíu muối nhuyễn, rồi dùng muỗng trộn đều nha. Này mình quay cái đèn nó chiếu hơi tối á, nhìn cái màu sa tế nó không có đẹp lắm, chắc ở ngoài cái màu rất là đỏ và đẹp nha mọi người. Cuối cùng là mình cho hành phi với đậu phộng vào, trộn cho đều. Mình nếm coi nó vừa cái vị mình ăn chưa. Nếu bạn nào ăn chua thì cho tắc nhiều nè, ăn mặn thì cho muối nhiều, cứ pha lần lượt như vậy là ok. Bánh tráng thì do mình để ở ngoài nãy giờ á, nó cũng bắt đầu giòn rồi, rất dẻo. Cái này thì ăn rất là ngon nhưng có điều nó cay lắm nha mọi người. Mỗi lần ăn xong mình bị nóng bụng dữ lắm luôn á, đều mỗi lần ăn là bị dính à, phải ăn hoài luôn. Lúc đó bụng ngồi ăn bị dính một tí một hồi cái bị no luôn đó mọi người. Tại nó có topping nhiều quá mình nhai cũng vui miệng lắm. Phi vừa thơm vừa giòn, phộng thì cũng giòn giòn luôn. Biệt là cái muối nó cay kinh khủng luôn á. Muối với sa tế rất là cay luôn. Ra cái sa tế này kia cũng tự nấu nha mọi người. Ngồi ăn có một tí mà hết hai bịch thằng nào không hay luôn á.